À, thế anh mình đến từ cộng đồng, thế anh NDE, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án iRoboty, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký để liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Sandwich Network. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn hoàn thành phần captcha. Em dặn lên em nói à, muốn nói cái gì, muốn xin cái gì, xin thật ra ra có đâu, có cũng cái tâu thôi, có lấy không? Đối với dự án ngày hôm nay thì sẽ chọn ra 5.000 người may mắn và mỗi người sẽ nhận được 900 đô sandwich anh em nhé. Mỗi người sẽ là 900 đô. Ok, xin lỗi anh em, không phải là 900 đô mà là 900 token sandwich. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm việc với dự án như sau. Trước tiên là các bạn điền luôn cho mình phần ví nó nhanh đi. Ví thì vẫn ví ETH ở trên chất wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần để chuyển test sau đó quay trở các bạn paste vào. Đây là có những cái nhiệm vụ chúng ta sẽ làm trong đây này, join vào King Channel này. Rồi join tiếp vào King Telegram. Join King Channel. Rồi King Telegram. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem nhiệm vụ này. Follow Twitter của Network, Sandwich Network, chúng ta tiến hành follow. Trở lại thì chúng ta cũng sẽ xác nhận nhiệm vụ thôi. Tiếp tục là retweet bài đăng về Network Sandwich. Ta mở ra này. Live retweet. Ở lúc con tin. Tweet tiếp này. Ta mở tweet ra này. Ok, trở lại đây. Amazon retweet. Subscribe kênh YouTube này. Ta nút đăng ký đây. Trở lại ta nút con tin này. Visit Sandwich Network website. Chúng ta mở ra. Đó, chúng ta sẽ mở ra và chúng ta làm con tin. Cuối cùng các bạn sẽ có link dev và các bạn có link dev chia sẻ về thân dev chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Sandwich Network. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.